Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Trong phần ca khúc hạng D đang được rất nhiều anh chị và các bạn quan tâm với những chiếc xe cũ, vì cái mức giá xe cũ này nó sẽ mềm cũng như là dễ tiếp cận hơn so với những chiếc xe phiên bản mới hiện tại bây giờ, với cái mức giá nó hiện tại nó cũng đang khá là cao. Chiếc xe em đang cập nhật mang đến cho anh chị và các bạn thông tin là một chiếc xe rất là bền, nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan, Toyota Camry 2.5Q sản xuất là năm 2020. Xe có ngoại thất là màu đen, được ba chủ đi rất là giữ gìn. Xe đăng ký tên tư nhân biển tỉnh. Với phần nội thất và ngoại thất của chiếc xe thì em cũng sẽ đi vào chi tiết cận cảnh cho anh chị và các bạn tham khảo. Chiếc xe đang có mặt tại cửa hàng Sàn Ô tô Hà Nội. Địa chỉ đơn vị là số 19A Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội. Các bác có nhu cầu hãy qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm lái thử anh chị nhé. Đây là những chi tiết về đường nét, về mâm nốp của chiếc xe. Với dàn nốp của chiếc xe được trang bị là dàn lốp mít, mâm hợp kim đa lan với kích thước 18 inch. Cùng với đó thì gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, có cảnh báo vượt trên gương đầy đủ. Ở những cái đời năm 2020 này là thời điểm mới chuyển giao sang, từ cuối năm 2019 nó mới chuyển giao sang cái form này, và đã là nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Lên những cái tính năng cũng như là trải nghiệm của chiếc xe, nó sẽ mang lại cho người dùng những cái trải nghiệm tuyệt vời hơn, cũng như cái khả năng hiệu suất của chiếc xe nó sẽ tốt hơn. Kiểu dáng của chiếc xe nhìn trông nó thời trang, cũng như là trang bị trong bên trong chiếc xe nó sẽ có những cái tính năng option nhiều hơn so với những cái phiên bản cũ tiền nhiệm trước đây, mang đến cái trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng, như là cái không gian khoang chứa đồ này. Rồi là bên dưới thì nó sẽ có lốp sơ cua đồ nghề, tất cả các thứ vẫn còn đầy đủ, lốp sơ cua vẫn còn vạch sơn của nhà sản xuất. Đấy, chi tiết kích lốp đồ nghề vẫn còn đầy đủ và rất mới. Bậc cốp của chiếc xe thì không hề có hiện tượng bị đâm va gì cả. Keo chỉ đinh tán thì em cũng sẽ quay cho anh chị và các bạn có thể kiểm tra xem thực tế qua bằng hình ảnh. Còn để mà anh chị và các bạn có thể nắm rõ hơn thì mình hãy qua cửa hàng để mình có thể sờ tận tay chi tiết những cái phần keo chỉ hay là những kiểm tra về phần máy móc của chiếc xe để đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn có thể mua về sử dụng. Khi mà anh chị và các bạn mà không hiểu biết về xe thì em có lời khuyên cho anh chị và các bạn lên mang vào hãng hoặc một bên thứ ba mình kiểm tra lại cho nó an tâm. Với vào hãng thì nó sẽ có đầy đủ máy móc cũng như là thông tin, thông số của chiếc xe để mình có thể check kiểm tra. Còn một bên thứ ba thì mình có thể cũng check chéo đi. Như vậy thì nó cũng sẽ yên tâm hơn, tránh trường hợp là nhiều anh chị bảo là có liên kết với các đơn vị này đơn vị kia. Đấy. Trong đây thì với cái phần bệ tì tay của chiếc xe này thì nó đã có thay đổi, trông nó hiện đại hơn so với phiên bản cũ là nó sử dụng phím cơ học. Ở bản này thì nó đã được trang bị là phím cảm ứng với các phím chức năng chỉnh ghế điện, rồi là điều hòa nhiệt độ, rèm điện phía sau. Đấy. Điều chỉnh volume âm lượng. Đấy, rất nhiều các tiện ích. Tựa đầu, ba tựa đầu, không gian ngồi rộng rãi, thoải mái và có trang bị như cửa gió điều hòa trung tâm, cửa sổ trời. Ở khoang lái của chiếc xe thì phần cánh cửa nó cũng như các dòng xe khác thôi. Lên xuống kính, chỉnh gương. Và riêng ở phiên bản cao cấp nhất thì nó sẽ được trang bị cho anh chị và các bạn chức năng là nhớ ghế hai vị trí. Còn các phiên bản kia thì nó sẽ không có trang bị tính năng đó. Và thứ hai nữa là cái phần vô lăng của chiếc xe này nó có chức năng chỉnh điện. Ở cái bản dưới bản này thì nó sẽ không có chức năng chỉnh điện đâu anh chị ạ. Có set cruise này, có giới hạn tốc độ, và hay là những cái phần như là đàm thoại, lẫn chuyển số thể thao, màn hình giải trí, phanh tay điện tử, auto hold, hay là hệ thống các chế độ lái eco, normal, sport. Ghế ngồi thì có chỉnh điện hai bên đầy đủ. Tem mác của chiếc xe thì vẫn còn rất là rõ ràng để anh chị và các bạn có thể xem và kiểm tra. Đây là những cái phần chi tiết về không gian khoang lái. Nó cũng có trang bị cho anh chị và các bạn như hắt kính lái, túi khí an toàn quanh xe. Rồi máy móc của chiếc xe thì em cũng sẽ quay cho anh chị và các bạn cùng tham khảo. Với cỗ động cơ của chiếc xe nó sử dụng là máy 2.5, cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành trong phố đạp ga hay đường trường vẫn mang lại cảm giác lái tốt, cũng như cái độ bền, độ lành của chiếc xe thì nó được kiểm chứng trong rất nhiều năm qua rồi, trên thị trường rồi. Đấy, đây là những cái chi tiết hiện trạng về máy móc của chiếc xe.
em cũng chưa dọn dẹp gì đâu, tất cả là nguyên bản theo từ nhà khách về thôi. Vì chiếc xe này bác chủ bác đi cũng rất là giữ gìn, khoang máy nó vẫn còn sáng đẹp như này anh chị này. Mức giá của chiếc xe Camry bản 2.5Q sản xuất năm 2020 nhập Thái này hiện đang được đơn vị chào bán anh chị và các bạn với mức giá là 945 triệu, giá vẫn còn giảm anh chị nhé. Nếu các bác có tầm tiền thấp hơn cũng thích bản full thì em có chiếc 1/2018 lắp ráp trong nước với mức giá là 790 triệu. Và rất nhiều các dòng xe khác anh chị và các bạn quan tâm hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin chi tiết cụ thể cho anh chị và các bạn có thể tham khảo và cân nhắc lựa chọn.